Minia đối đầu với Kata và Sien. Cờ đấu cũng khá thú vị đây. Chúng ta xem bài IA thôi. Có bãi quả phụ đây rồi, có voi rồi, có hiêu rồi, đồ cũng là tươi rồi đấy. Bài như này thì không cần phải đi dò nữa. Một tí dò gì đây? Dò vàng à? Đâu vàng có rồi mà. Bãi vàng đang hơi xấu thôi. Have a deck.
Đây là màu tám. Vâng, Siêng đánh chém trong trận đấu này. Các bạn đánh hai chém thôi. Công giáp đã là đầy đủ, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể chọc được ít nhất là một con nông dân nữa thôi. Con giò này cũng đã gần hết máu. Rồi làm hai cháu của Gunny. Chim én không. Con giò này cũng gần chết rồi. Dạ lạc đà sang luôn đấy. Một L và một A. Rồi bạn đánh kiểu thủ nó cũng nguy hiểm lắm. 28 là cái tham của Hoàng Mai Nhi. Sửa ruộng đấy. Có ruộng. Kích lại đi. Khá nhiều lạc đà. Bình tĩnh mà tụ lại cùng A thôi. Đường Văn đang sóc 4 A đều. E nhá. Một cũng đang có khá nhiều chém ở đây. Thôi, gấp rút lên giáp 4. Chặt gỗ 2 thì cứ từ từ đã.
Dần. Thích lại Gohan. Mô 1. Rồi chốt E vào. Tạm thời chúng ta không bị lột nha. Rồi. Tiếp tục là những lớp E. Rồi, họ cũng đang bị tắc. Họ cũng đang bị tắc quân. Bắn ruộng đi nào. Người có một tên đang muốn về bắt cái chỗ này. Rất đông chém vào một đấy. Có vẻ e không? Rồi có vẻ e. Đông đấy, họ đang muốn lên dốc. Họ đang muốn lên dốc. Này chắc chắn là sẽ bị bắt rồi. Đang nguy hiểm, ta chưa tăng thêm được một A nữa lên. Lùi rồi, thủ lại một tên nữa. Có cả vẩy e mới khó chịu đấy. Khỏe quá nhỉ, thế đội bạn khỏe quá. Hai đều, chúng ta lại có chung kết trong C4 rồi. Papadakis.